Hello, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình đã mod xong cái mod là tướng Argum. Đó, nó có hai skin. Ha, à, thì cũng nó có một skin là có cái giống như là Hy Lạp, Ai Cập đúng không? Đó, đây là một tướng tăng và hút máu rất là khủng luôn. À, ok, mình cũng thông báo với các bạn là bắt đầu từ kể từ video này thì mình sẽ làm thêm một cái series phim là 5 anh em siêu nhân. Đó, tất cả các thể loại giống như là siêu nhân cùng phong, siêu nhân lum lá hết trơn á. Nhà mình sẽ up vào lúc 11 giờ sáng. Vậy là tổng cộng là một ngày mình sẽ up 3 video, nghe là 11 giờ sáng nè, 2 giờ chiều nè và 7 giờ tối ha. Ok, hy vọng các bạn sẽ đón xem ha. Bạn nào muốn làm cái nhân vật nào thì cứ để lại dưới comment cho mình. Mình sẽ làm tất cả nhân vật đó ha. Rồi, bây giờ thì mod này có con sói luôn. Chó sói màu xanh. À, đặc điểm của Argum. Thì bây giờ mình sẽ cho hai con này đua với nhau. Đúng không? Coi con nào thắng. Rồi ok, sói rất là đẹp ha. À, yeah, giờ đua cho hai con này đua thử với nhau coi. Đó, con sói là đặc trưng của Argum ha. À, tướng Argum mà thiếu con sói là coi như là móc cái bọc. Ok, không thể nào hút máu được. Ok, bắt đầu cho nó đua nè. Yeah 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 yeah, cố lên yeah. Ok rồi, có vẻ như là bên trái đang thắng thế ha. Bên trái thắng thế, bên phải hả? Là như chắc như là hai bên chạy bằng nhau ta. Ừ, bên phải chạy nhanh hơn. Rồi win, bên phải về trước anh em. Bên phải thắng rồi. Ok, bên phải thắng. Yeah. đùa thú giải trí chút xíu. Rồi ok. Rồi. Bây giờ thì mình đi đánh phá rồi chút xíu ha. Giờ đi đâu giờ ta? Giờ cưỡi thú đi dạo đi ha. Cưỡi đi dạo đi. Dạo đi. Đây là con này là con chó sói. Đây con chó sói này cắn người được nha mấy bồ. Nè, đó thấy chưa? Đừng có giỡn nha. Hơi bị ngon đó. Ok, anh em muốn mod tướng gì cứ để lại dưới comment anh em ha. Thì chừng nào mà kênh mình nhiều sub thì mình sẽ là chim với anh em cho vui. Giờ kênh ít sub có like cũng không ai coi đâu. Làm video có ít người coi nữa mà like thì chắc cũng ít tương tác quá, làm biến like lắm. Đúng không? Đó. Ok, bây giờ mình sẽ kéo con ghệ của ổ la lộn con đệ của mình, hai chị em sẽ đi phá hủy nguyên thành phố luôn. Nó con nhà em của mình đó, thấy chưa? Argum là tướng hút máu tăng mà hơi bị trâu à. Đừng đùa với chị, đừng nhờ với chị. Mày hả con, mày hả? Anh em nào thích tướng Argum thì để lại số 1 ở bên dưới comment ha, hoặc là ghi comment chữ Argum để mình biết. Để mình biết xem coi có bao nhiêu người thích tướng Argum. Mình thì cũng thích tướng Argum nhưng mà chơi tướng này không hay lắm, chơi gà, chơi tướng này gà. Cái đầu mình gà thì mình nói mình gà thôi. Đi đâu giờ ta? Một chút sẽ có một bất ngờ đối với anh em ha. Ok, mình cũng thông báo với anh em là khi mà channel mình đạt được 5.000 sub á, thì mình sẽ share một cái bản mod của bất kỳ một tướng liên quân nào ha. Ví dụ mình share bạn, ví dụ mà mình xem tỷ lệ mà bạn nào thích share tướng nào nhiều á thì mình sẽ share. Thì cứ mỗi khi mà channel mình đạt mốc 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 thì mình sẽ share các bạn mod này, tại vì các bạn biết các bạn mod này làm rất là cực luôn, rất là cực, thời gian làm rất là cực, có khi là nguyên đêm á, cho nên là mình bây giờ mình không thể nào mà share tràn lan được, cho nên là khi nào mà channel của mình ngày càng phát triển á, mình sẽ share cho các bạn ha, cho nên các bạn yên tâm, cho nên là các bạn hãy cùng giúp mình hỗ trợ cho channel của mình phát triển ha. Thì nói chung là khi channel của mình phát triển thì mình cũng không ngần ngại mình share tất cả gì mình có đó.
Lúc đó thì bạn nào muốn tướng nào cũng được hết, thấy không? 75 tướng, không chừng lúc đó là 80 tướng, tám mấy tướng luôn đó. Và không những cái mod liên minh này đâu, liên quân này đâu, mà cả mod liên quân mobile hoặc là bất kỳ cái nhân vật nào mà các bạn muốn, không, mình sẽ đều share hết. Không. Tại vì khi mà channel phát triển thì mình mới có hưng phấn, không? Mới có cái ham thích để mình ấy chứ, không? Giống như các bạn giúp mình bằng cách là sub nè, đăng ký nè, hoặc là like nè, hoặc là share video để nhiều người xem, share video lên các group rồi đó. Đó. Thì tự nhiên đang đi có nguyên đám siêu nhân cuồng phong đâu nó bay lại nè. Không, quýnh nó nằm lịch bãi hết trơn nè. Đó, siêu nhân cuồng phong, mày cuồng phong hả? Tao cho mày cuồng phong nha. Đó, thì mình sẽ làm thêm một series về siêu nhân nữa, mod tất cả các thể loại siêu nhân luôn. Anh em nào thích, tất các bạn nào thích có thể là subscribe đăng ký để theo dõi ha. Tụi bay dở trò gì ở đây hả? Hả? Giỡn ha, giỡn danh hả? Cuồng phong nè, cuồng phong. Cuồng phong hả? Cuồng phong hay cuồng gì cũng chết chứ chậm thôi. Cuồng phong nè, cuồng phong. Ủa con để mình đâu rồi ta? Để mình đâu mất tiêu rồi. Quay lại mất tiêu cũng để luôn. Giỡn hả? Giỡn với chậm hả? Rồi lên xe luôn ba. Rồi, tự nhiên đang đi đánh lên xe chi không nội. Rồi tôi nó la kìa, la giống như bị thiến. Cuồng phong hả? Cuồng phong hả? Cuồng phong hay cuồng gì cũng lụm hết. Ồ, nó nhập hai cái vô một luôn. Đâu ra đốt gì? Mấy siêu nhân này có bầy có đàn hay gì trời? Trời ơi trời, nó la kìa. Nó la kìa. Khối này mắc cười lắm nè, nè nè. Có nó bay kìa, có nó bay kìa. Ủa, tào lao dữ trời. Cái này biết sao không? Tại có hai cái lỗ đen á, một cái lỗ đen đây nè với một cái lỗ đen bên kia, cho nên là con áo vàng nó bay kìa, nó bay díu díu. Nó bay giống như cái vệ tinh bay xung quanh mặt trời á. Kìa nó bay kìa. Nhưng mà nó cái bên trái nó bự hơn cho nên nó sẽ hút vào cái bên trái nè, thấy không? Đó, giống như là hấp dẫn kìa. À. Đó. Đấy, có nhìn tàu lao vãi. Ok, các bạn xem video nhớ để lại cho mình một like và một cái subscribe đăng ký kênh để kênh của mình ngày một phát triển ha. Và nếu thuận tiện thì các bạn có thể giúp mình share video để cho thật là nhiều người xem, để mình có thể share những cái bản mod này cho các bạn, không? Ok. Thì hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau ha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Goodbye, see you again.